Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Thiên Vũ Audio. Và mình là Thành, là một chuyên viên tư vấn về các sản phẩm nghe nhạc tại Thiên Vũ. Và video ngày hôm nay mình sẽ cùng mọi người thảo luận về một đề tài, đó chính là DAC là gì, và cũng như là chúng ta có cần thiết đầu tư một chiếc DAC trong các cấu hình nghe nhạc tại gia đình hay không. Khi nói đến nghe nhạc thì chúng ta sẽ thường nghe đến về các định nghĩa như là DAC, tín hiệu nhạc số, tín hiệu analog. Hoặc là chúng ta thường nghe những người bạn của chúng ta bắt tay nhau là ông mua một chiếc DAC đi để cho bộ dàn nghe nhạc nó trong trẻo hơn, chi tiết hơn và nó hay hơn. Thường thì chúng ta sẽ hiểu về DAC một cách khá là mơ hồ và cũng như là chưa có hiểu hết về các chức năng của nó và những ảnh hưởng của nó như thế nào. Và video ngày hôm nay mình sẽ nhắc lại một tí về khái niệm và cũng như là phân tích về sự ảnh hưởng của nó và cũng như là xem chúng ta có cần thiết mua một chiếc DAC hay không. Bây giờ mình sẽ mời mọi người theo mình vào video này nhé. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ nói đến định nghĩa của DAC. DAC là một bộ chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu analog. Hoặc chúng ta có thể dễ hiểu hơn với chức năng của DAC là chức năng của DAC nó sẽ hiểu và dịch tất cả các tín hiệu nhạc số đã được mã hóa sang tín hiệu analog sao cho cái bản dịch đó nó gần sát với âm thanh nguyên bản. Ok, khi mà nói đến đây thì mọi người sẽ có những cái thắc mắc không nhỏ về tín hiệu nhạc số là gì cũng như là tín hiệu analog là gì. Thì mình có thể khái quát một tí lại thì tín hiệu nhạc số đó là một dạng tín hiệu không liên tục và thường được mã hóa theo dạng nhị phân. Còn tín hiệu analog là một dạng tín hiệu liên tục và có tính lặp lại và nó sẽ có cường độ dao động theo thời gian. Để mình ví dụ cho mọi người dễ hiểu ha, thì tín hiệu analog thì đây, như mình nói chuyện với mọi người ở đây là tín hiệu analog. Chúng ta đi ra đường, xe bóp kèn, nghe tiếng động cơ xe, đó là tín hiệu analog. Hoặc là chúng ta sẽ đến một cái phòng trà, chúng ta ngồi nghe thưởng thức những ca sĩ hát những tiếng trống đánh thực tế từ băng nhạc từ trên sân khấu rơi xuống lỗ tai mình, thì đó chính là tín hiệu analog. Thì đó là tất cả các ví dụ của mình về tín hiệu của analog. Thì đến đây mọi người sẽ có những cái câu hỏi đặt với mình là tại sao đã có tín hiệu analog rồi thì bây giờ lại ra thêm cái tín hiệu digital nữa là tín hiệu nhạc số đó làm chi, để phải có một cái thiết bị chuyển từ tín hiệu nhạc số thì quay ngược về tín hiệu analog, nó thật là mất công. Thì thật sự ra khi mà các file nhạc số được công bố ra đời thì đó là một cái bước ngoặt khá là lớn đối với những người yêu âm nhạc trên toàn thế giới. Có thể là mọi người thấy là tín hiệu analog là những tín hiệu khá là quen thuộc với xung quanh của chúng ta, nó khá là hay, khá là chân thực và nó chính là tín hiệu hay nhất mà so với tín hiệu nhạc số có thể mang đến. Nhưng nó sẽ có những cái điểm yếu khá là chết người, mình sẽ có thể liệt kê vài điểm như sau. Có nghĩa là tín hiệu analog thường nó sẽ rất khó sao lưu và nó sẽ rất khó cho quá trình ghi lại những cái tín hiệu đó. Như mọi người có thể thấy là như một chiếc đĩa than, một chiếc đĩa băng cối, băng dây, để mà chúng ta có được những tín hiệu đó rất là khó và cũng như là phải có các thiết bị chuyên dụng thì mới có thể ghi lại được tất cả các tín hiệu một cách chính xác nhất. Và quá trình đó đòi hỏi chúng ta phải biết kỹ thuật cũng như là phải am hiểu khá là nhiều. Chưa kể đến trong quá trình ghi, chúng ta sẽ dễ bị dính những cái tiếng tạp âm của ngoài môi trường thực tế nó ghi đi vào trong những cái file trong giờ chúng ta ghi. Thì đó là những cái điểm yếu. Một cái điều khó khăn nữa đó chính là quá trình sao chép là hầu như là rất là dễ bị không còn đúng như nguyên bản nữa. Mình có thể ví dụ như một cái đĩa than gốc mà sau khi chúng ta lấy cái đĩa than đó chúng ta copy ra những cái đĩa than khác, thường thì có thể là chất lượng của những đĩa than sau này á, nó sẽ không bằng đối với một cái đĩa than gốc. Đó là cái sự khó khăn cho quá trình sao chép và quá trình bảo quản của nó cũng khá là vất vả luôn. Thì những chiếc đĩa than mà chúng ta sử dụng mà chúng ta không có biết cách bảo quản thì nó chắc chắn một khoảng thời gian lâu và dài gì đó thì nó sẽ bị hư tổn khá là nhiều. Mình chưa kể đến là quá trình vận chuyển từ tỉnh này sang tỉnh kia, rồi từ nước này sang nước kia, nó sẽ phải bắt buộc chúng ta phải di chuyển cả một chiếc đĩa than như thế qua bên chỗ khác thì lúc đó chúng ta mới có thể nghe được. Thì đó là những cái hạn chế cũng như là nguyên nhân để mà tín hiệu nhạc số nó ra đời. Đối với tín hiệu nhạc số thì như mình đã nói cái phần khái niệm thì đó chính là tập hợp các giá trị của bản ghi
được mã hóa thành một cái hệ nhị phân, sau đó được nén lại và sao chép lưu trữ lại một cách gọn gàng hơn. Có thể như mọi người có thể thấy là chúng ta có những cái file nhạc số như là những cái file được tải trực tiếp từ trên mạng về, hoặc là chúng ta có thể là rip từ những cái CD, từ những cái đĩa than chúng ta rip ra, xong rồi chúng ta thành một cái file số lưu lại trên USB hoặc là trên ổ cứng gì đó. Thì đó chính là cái lợi thế của tín hiệu nhạc số. Thường thì tín hiệu nhạc số nó sẽ có hai vấn đề như sau. Thì tín hiệu nhạc số cho phép chúng ta sẽ lưu lại ở nhiều định dạng khác nhau mà chúng ta thường gặp, như là file FLAC, WAV hoặc là DSD. Và cái tùy theo cái định dạng của file, nó sẽ đi kèm với chất lượng của cái bản ghi của nó như thế nào. Còn vấn đề thứ hai, đó chính là đối với các bản ghi mà chúng ta đã có được những cái bản ghi gốc tốt rồi, những cái file nhạc số tốt rồi, thì nó đòi hỏi thêm đó chính là một cái thiết bị để có thể đọc hiểu hết tất cả các cái file đó ra một cách chính xác nhất, chân thực nhất. Thì đó chính là DAC mà nội dung của mình nói đến ngày hôm nay. Thì đối với DAC trên thực tế nó sẽ không có giống nhau tất cả đâu mọi người. Thật sự ra khi mà mình nói đến DAC thì chúng ta hầu như đã bắt gặp ở rất là nhiều mà chúng ta vô tình không biết. Ví dụ như một chiếc điện thoại trên tay của mọi người thì nó vẫn có tích hợp một cái mạch DAC bên trong cái chiếc điện thoại đó. Nó sẽ đi theo một con chip xử lý âm thanh gắn trên chiếc điện thoại đó. Một chiếc TV cũng thế, một cái máy nghe nhạc, một cái MP3 nó vẫn có DAC, vẫn có những con chip xử lý âm thanh như thế. Trên thực tế á, thì DAC á, nó sẽ không có loại nào giống như loại nào đâu. Có thể là có những thiết bị xung quanh của chúng ta đã tích hợp DAC rồi mà mọi người có thể là không nhận ra được. Mình ví dụ như là chiếc điện thoại mọi người đang cầm tay đó, nó sẽ có một cái mạch, một con chip để mà xử lý âm thanh, để mà có thể giải mã được các cái file âm nhạc mà mọi người download trên YouTube hoặc là download trên các nền tảng online bây giờ, download về những file đó. Thì đương nhiên là chiếc điện thoại của bạn phải có con chip xử lý như là DAC để mà mọi người có thể đọc được những cái file đó. Nhưng giữa chất lượng giữa DAC này và DAC khác nó sẽ có sự khác biệt nhau khá là nhiều. Thường á, đối với một chiếc DAC hoặc là một mạch xử lý DAC kém chất lượng thì nó sẽ gây những cái tình trạng chập chờn cũng như là những cái tiếng tạp âm không muốn mà mọi người khi mà trong quá trình mà nó đọc và nó giải mã các tín hiệu trong cái bản mạch của nó. Ví dụ như một chiếc điện thoại khi mà chúng ta nghe nhạc thì chúng ta có thể tải những cái file FLAC, những cái file chất lượng cao vậy luôn, nhưng mà khi mà chúng ta nghe nhạc trên điện thoại chúng ta sẽ cảm giác là nó không có hồn, không có cảm xúc gì cả. Chúng ta chỉ đơn giản là nghe được cái bài hát có lời nó như vậy vậy vậy, cảm nhận được cơ bản về cái tiết tấu từng cái giai điệu của cái bài hát đó qua chiếc loa điện thoại thôi. Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta qua một chiếc DAC chuyên dụng để mà xử lý về âm thanh trên các cấu hình nghe nhạc hay file hoặc là hay en thì những cái file đó nó trở nên có hồn hơn, nó gần giống với cái nguyên bản hơn, mặc dù là chúng ta vẫn nghe trên một cái file nhất định. Đó thì có những sự khác biệt đó về DAC. Ok, thì bây giờ mình có thể là trả lời cho mọi người về câu hỏi mình đặt ở đầu video, đó chính là có nên đầu tư một chiếc DAC hay không. Thì theo cá nhân của mình, đó chính là cần thiết. Bởi vì DAC là bước đầu tiên cho những anh chị đang tìm hiểu về nhạc số, và cũng như là những cái bước chuẩn bị cơ bản trong quá trình chúng ta xây dựng những cái cấu hình nghe nhạc tại nhà. Khi mà chúng ta đã có một chiếc loa hay, một chiếc âm ly hay, nhưng mà chúng ta không có nguồn nhạc tốt đưa vào thì nó sẽ vô tình phá hết tất cả mọi thứ mà mọi người đang xây dựng. Thì đó chính là lý do tại sao mà chúng ta nên đầu tư một chiếc DAC để mà cải thiện và cũng như là giúp phần nâng cấp lên một tí cho hệ thống nghe nhạc của chúng ta. Thì tại sao mình lại nói như thế? Tại vì thường á, mọi người thường hay có thói quen chính là đầu tư khá là nhiều cho phần loa. Đúng, chúng ta đầu tư phần loa là chính xác, đầu tư khá nhiều cho cái phần âm ly, nó cũng không sai luôn. Nhưng mà chúng ta lại quên đi là đầu tư cho cái phần nguồn nhạc đi vào. Thường thì mọi người có thể hiểu là âm thanh đi vào là đầu tiên hết là sẽ là một cái nguồn nhạc, một cái nguồn phát tín hiệu analog hoặc là digital gì đó, mình không quan trọng, nhưng chắc chắn sẽ có một nguồn nhạc đi vào. Thì nguồn nhạc này là cái bước đầu tiên, mà bước đầu tiên chúng ta đã sai ngay từ đầu rồi.
thì hầu như là hệ thống của chúng ta nó sẽ không có tối ưu được hết tất cả những gì mà chúng ta đang làm. Thì chúng ta sẽ xử lý ở vấn đề đầu tiên hết là nguồn nhạc, xong rồi mới đến là amply, xong rồi chúng ta mới đến là lo. Lo là chức năng của lo là chỉ là tái tạo những gì mà amply khuếch đại đưa ra, còn amply nó chính là khuếch đại tất cả những cái tín hiệu đầu vào đưa vào. Nó thì nó sẽ là một cái quy trình logic và khép kín như thế. Thật là tiếc là thường là ít có anh chị đầu tư nhiều cho Hoàng DC, nói chung là cũng là hơi đáng tiếc một tí. Nhưng mà video này thì có thể là giúp nhiều anh chị có thể là có cái nhìn nó thoáng hơn một tí về quá trình xây dựng một cái cấu hình nghe nhạc. Hiện nay trên thị trường á, khi mà nói về DAC thì chúng ta sẽ có khá là nhiều về mẫu mã, thương hiệu, uy tín cũng như một đa dạng về hình thức cho chúng ta có thể lựa chọn một cách dễ dàng hơn. Tùy theo cái nhu cầu sử dụng chính của mỗi người mà chúng ta có thể chọn những cái mẫu DAC nó phù hợp cho chúng ta. Ví dụ như anh chị thích đi du lịch, đi chơi, thích gì đó nhỏ gọn mang theo người thì chúng ta có thể chọn những cái mẫu USB DAC, những cái mẫu máy phát nhạc có tích hợp DAC và chúng ta có thể nghe trực tiếp thông qua điện thoại, laptop và cũng như là dùng tai nghe để cho chúng ta nghe những cái bản nhạc mà chúng ta yêu thích. Còn đối với những chiếc DAC riêng biệt hoặc là những quạt DAC tích hợp sẵn trong các amply mà chúng ta có thể thấy ở những cấu hình nghe nhạc tại nhà, thì ngoài việc hỗ trợ về mặt âm thanh tốt hơn thì những thiết bị này nó còn hỗ trợ cho chúng ta nhiều ngõ kết nối dễ dàng hơn và chúng ta quản lý các thiết bị thông qua những cái app thông minh hoặc là chúng ta có thể streaming nhạc qua các phần mềm bản quyền như là Spotify, Tidal và kết nối không dây qua Bluetooth. Và cuối cùng, việc lựa chọn một chiếc DAC như thế nào? Đối với những anh chị mà chưa có kinh nghiệm nhiều và những anh chị đang bắt đầu dần chuyển sang chơi nhạc số thì mình có thể là gợi ý cho mọi người những cái cách cơ bản là để chúng ta có thể lựa chọn được một chiếc DAC ưng ý cho chúng ta. Thứ nhất thì chúng ta nên tìm hiểu những cái thương hiệu có cái độ uy tín lâu đời, ví dụ như là Denon, Yamaha và những cái thương hiệu của châu Âu như Cambridge mọi thứ. Thì đó là chúng ta bước đầu tiên, chúng ta xác định thương hiệu. Kế tiếp thì chúng ta sẽ tìm hiểu công nghệ của những chiếc DAC này nó như thế nào, là xem có những cái công nghệ này nó là những cái công nghệ mới chưa hay là như thế nào, những cái ưu điểm nhược điểm của nó như thế nào. Thì cái này chúng ta có thể tìm hiểu khá là dễ dàng, có thể lên Google tìm kiếm và cũng như coi những clip YouTube review về sản phẩm đó. Và điều thứ ba đó chính là chúng ta sẽ tìm một đại lý uy tín để chúng ta đến mua hàng. Và việc tìm đại lý như thế này sẽ giúp cho anh chị có thể đảm bảo rằng chúng ta mua một sản phẩm sẽ có nguồn gốc rõ ràng. Ngoài ra thì chúng ta có thể đến đó chúng ta nghe trải nghiệm thực tế và cũng như là lắng nghe những bạn nhân viên ở đó tư vấn cho chúng ta có những thông tin hay hơn về sản phẩm mà chúng ta đang muốn mua. Và điều cuối cùng đó chính là chúng ta cân đối về khoản chi phí để chúng ta có thể có một sản phẩm ưng ý nhất. Riêng ở Thiên Vũ thì ngoài việc mà bên mình cung cấp sản phẩm thì trước khi khách hàng đến và quyết định mua thì bên mình sẽ tư vấn cẩn thận về nhu cầu sử dụng và cũng như là đưa ra những giải pháp hợp lý nhất cho khách hàng của bên mình. Ngoài ra thì mọi người có thể đến ở showroom 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5 mà chúng ta có thể đến đây, chúng ta có thể trải nghiệm về âm thanh thực tế của những hệ thống nghe nhạc, xem phim tại bên mình. Ok, thì nội dung video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Thì mọi người có những cái ý kiến gì về đề tài DAC này thì có thể để lại comment ở phía dưới. Chúng ta có thể là đặt ra những câu hỏi và cũng như là chia sẻ nhiều hơn về những kinh nghiệm sử dụng DAC của bản thân của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để có thể theo dõi những video mới nhất về những sản phẩm và cũng như là những cái buổi chia sẻ ngắn như thế này. Xin chào.